Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Everglow, đó chính là ca khúc Dun Dun. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ nghiêng qua bên đây 3 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và. Thì mình sẽ nhúng phần hông xuống 7 và, sau đó mình chập chân lại 8 và 1. Là hai tay mình sẽ chéo như thế này và chân sẽ nhảy lên. Và 1, sau đó mình đi sóng ngược lên 2 lần. 1, 2. Rồi mình sẽ đi bên đây cho mọi người xem nha. 1, 2. Ok, 2, 8 và 1, 2. Bỏ nhịp 3 và 4. Và 4 thì mình sẽ chéo hai chân. 5 và là đập hai tay. 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2. Sau đó mình sẽ xoay phần cột chỏ đi qua từ bên phải sang bên trái, giống như là một người đi sóng vậy đó. 1, 2. Rồi sau đó mình đẩy hai tay lên. Ok, mình sẽ đứng lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, đi 7, đi 8, đi 9. Ok, sau đó mình đặt tay qua như thế này. 1, 2 và 3. Mình sẽ lùi phần chân xuống. 1 và 2 và bùm bùm là mình sẽ có phần ngực. Bùm bùm. Đi 6 2 lần theo một cái phong cách mà mọi người muốn. 1 2 3 4. Sau đó đặt tay lên. Tạ úp. 1 2 3 4. Phần tay mình sẽ ôm từ bên phía bên cổ và đầu mình sẽ nghiêng từ phải qua bên trái 4 lần. Hấp. 1 2 3 4. 5, 6, 7 và 8. Ok. Rồi mình sẽ đếm lại tổ hợp chung một lần. Sau đó mình sẽ ghép với tốc độ chậm thử xem là mình có thể ghép được với bài ngày hôm nay không nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tắc tắc bùm bùm. 1, 2. Hấp hoà. Hấp hoà. Tạ ốc 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 ốc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi mình sẽ đứng dậy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm nha mọi người. Rồi, chuẩn bị. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 4, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 2, 3, 9, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần điệp khúc của ca khúc Dun Dun rồi. Hy vọng là tất cả các bạn có thể sẽ hoàn thành được bài hát ngày hôm nay nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Bye bye.